người chở máy kia sao vậy ạ? Như ca mới ạ? Lâu rồi. Ok ok, hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em xin làm một cái video chuyển máy xúc lên xe ô tô. Đó, chuẩn bị đến một cái công trình mới. Hôm nay sẽ làm video chuyển lên và chuyển xuống và giới thiệu cái công trình chuẩn bị mình sắp làm cho các bác nhá. Đó, bây giờ thì làm một video ngắn để lên xe đã. Hôm nay thì mình sẽ lên cái đầu ben lên trước các bác nhá. Đấy, lên đầu ben này thì là sẽ thuận với lại cái đường đi hơn. Cái ben nó sang bên phụ thì mình nhấc lên, nó sẽ khi mà mình vượt xe vượt gọi là những cái ô tô đấy thì nó sẽ hạn chế cái va chạm khi mà cái ben nó thò ra bên ngoài ấy, bởi vì cái xe của mình không phải là xe chuyên dụng. Đó, mình lên ngang như thế này thì nó sẽ thừa ra một ít mà. Đó, mình sang với cái bên phụ kia thì dễ tránh hơn. Người ta vượt thì bao giờ người ta cũng vượt bên trái thôi, chứ người ta không vượt bên phải. Đó. Thì bây giờ mình gác cái đầu xích lên một ít các bác nhá. Gác lên khoảng độ 2-30 phân. Đó, cái này thì mình chui vào nó hơi sâu rồi. Xong mình quay lại. Quay lại xong bắt đầu mình lại ấn vào tiếp các bác nhá, ấn vào sâu hơn để là cho nó hạn chế cái tình trạng là bị tụt xích nó, tức là bị khi mà nhấc lên là nó sẽ tụt lại. Đấy, cái này mình tiến vào sâu hơn một tí nữa cho nó khoảng 4-50 phân thì nhấc lên, mà nó nhỡ nó có tụt thì nó cũng hạn chế được tối đa là rơi xích ra ngoài, với lại mình đi lên cái đầu ben thì nó cũng yên tâm hơn rồi. Đấy, với lại cái xe của mình nó cũng là xe nhỏ, nếu mà mình lên xe lớn với lại xe cao á, xe 5 tấn hoặc xe 7 tấn thì bắt buộc mình vẫn phải lên kiểu đó thôi, bởi vì nếu như anh em mà lên cái con máy của mình mà không lên cái đầu ben thì không bao giờ đi được. Đấy, bởi vì cái đầu ben của mình không thể nhấc được con máy tự của nó lên được, thì bắt buộc mình phải lên cái đầu ben trước. Ok nhá, bây giờ mình sẽ đến cái công trình mới, nhưng mà cái chỗ này thì ở đến cái bên kia thì ok các bác nhá, bây giờ mình đã đến cái đầu rổ. Đây để quay chỗ em Hạnh em ấy làm cho nó xem. Ok, máy đến rồi. Thì cái chỗ này thì tiếng nó hơi nhỏ một chút cho nên là mình sẽ dùng thu âm ở bên ngoài các bác nhá. Đấy, đây là cam của mình là cam 360 cho nên là mình cầm đi như này anh em sẽ nhìn không nhìn thấy cái gậy đâu. Thực ra nó có một cái gậy rất là to. Đấy, mình cầm ở tay ấy. Nhưng mà đây là nó là cam 360, nó có cái phần mềm nó xóa cái gậy đi rồi cho nên là mình đi thế này thì nó không ảnh hưởng, tức là anh em sẽ không thấy được cái gậy và không thấy được cái góc khuất đó. Đó. Bây giờ hôm nay mình sẽ để camera dưới đất và quay cái khi mà cái lúc mình lên đấy các bác. Lúc mình xuống á, lên xuống là mình để dưới đất. Được cái là cái cam này nó cũng rất là tiện. Đó. Hôm nay mình sẽ để ở cái góc này. Đấy, nó có một cái góc khuất, một cái điểm mù các bác. Nó ở mình đứng ở bên cạnh nó bị vào cái điểm mù đó, nó sẽ là không ấy được. Bây giờ mình sẽ đi tìm một cái cây để mình chèn cái gác ba chân của cái gọi là cái gậy selfie của mình đó. Nó có một cái tam giác ba chân mình đặt ở dưới này. Đó. Bây giờ mình sẽ lên để mình xuống coi nhá. Đó. Do máy là đi vào vừa rồi đi vào cái chỗ mà nó có nhiều cái cây ở bên ven đường các bác, vào cái ngõ nhỏ cho nên là nó không có cái đường thông thoáng ấy. Cây nó cứ chùm hết, lá nó chùm hết ra ngoài cho nên là cứ phải mỗi một lần đi mà gặp trời mưa là nó cứ bị rơi hết vào cái ghế ấy. Nên phải gạt đi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xuống. Cái con máy của mình, cái điểm hạn chế của nó là cái ben của nó rất là thấp các bác nhá. Đây là chẳng qua nó ở đường bê tông thì mình mới xuống được thôi. Nếu mà xuống cái chỗ đầu xuống của mình đây mà là đất mà nó thấp hơn thì mình sẽ không xuống được. Cái ben của mình nó sẽ chạm vào đất mà nó sẽ không đi được đấy các bác. Đó. Thế cái này anh em sẽ đi ra để cho khoảng độ là gần 1 mét đi. 1 mét đi. Xong bắt đầu mình hạ xuống xong bắt đầu tiến ra tiếp các bác nhá. Cho nó yên tâm. Đấy. Chứ không anh em ra mép quá, cái xích của mình nó trơn như thế này mà ví dụ mà nó bị gọi là trượt ra thôi, cái đằng sau nó không có cái gì mắc vào là nó rơi xuống đấy là rất là nguy hiểm. Thứ nhất là về tính mạng con người, thứ hai là về cái máy móc nữa. Đấy, cho nên là mình cứ cẩn thận một chút, hạ nó xuống xong bắt đầu tiến ra cho nó yên tâm. Đấy, thì mình sẽ tiến vào bên trong này nè.
Mình sẽ quay xuống để lấy cái camera và mình cho lên vào máy các bác nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục chuyển máy đi vào cái đầu đổ các bác nhá. Đó, thì ở kia có một cái bạt, có một cái lán của cái anh chủ nhà, anh ấy để cho thợ xây, bác thợ xây, bác ấy ra bác uống nước đây. Chỗ này thì là đất vào đây nó hơi ướt một chút này. Bây giờ mình vào là vào buổi sáng, đêm hôm qua nó mưa với cái đất ở đây nó cũng nước nó không thoát được các bác, nó cứ chảy rỉ rỉ ra đây. Đấy, mình gạt đi cho nó gọi là khô ráo. Đó, thì vào phía trong này thì sẽ giới thiệu cho các bác về cái công trình hôm nay cũng như là video sau thì sẽ thực hiện chi tiết các bác nhé. Vừa đi mình vừa đặt cái ben xuống để ủi cái lớp mùn gạch xỉ này giải ra đường để khi mà xe ô tô nó đi vào ấy nó sẽ không bị lún mà không bị bẩn, không bị rơi ra đường. Đó. Hôm trước thì mình có san hai cái xe xỉ ở đây nhưng mà mỗi tội là nó mưa mấy hôm nay là cái cốt nó hơi yếu một chút thì không biết là hôm nay có đi lại được không. Đó. Thì cái may là cái này là nó có gạch vỡ mới lại là gọi là bê tông vụn đấy các bác. Ở đây có một ít lá chuối này thì mình sẽ bỏ nó đi các bác nhá. Đấy, gạt bỏ nó đi xong là ủi cái ben vào phía trong. Đó, ở bên cạnh phía bên tay phải của mình đây là một cái móng nhà, hôm trước mình cũng có làm video rồi, bác nào quan tâm các bác có thể để quay lại những cái video danh sách đào móng nhà của mình nhá. Đó. Cái này thì là em Hạnh em mới đào, còn mình thì mình quăng đất vào cho nó dư lên khoảng 30 phân đây này các bác này. Đó. Thì công trình này thì để hôm khác mình sẽ giới thiệu nó chi tiết hơn. Đó. Thì bây giờ mình chỉ gạt qua như thế này xong sau đó là đi lên phía trên để xem đầu trên. Thôi chúc các bác xem video vui vẻ nhá. Đó, anh em nhìn cái móng này. Đó. Đất nó rất là dày lên, mai này người ta đổ một cái dầm 30 lên nữa. Đó. Thôi ok, tạm biệt, chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video sau nhá. Anh em có gì thắc mắc cứ để lại ý kiến comment.